nó luôn luôn có khác. Giờ ói là mới quá hả, rửa leo leo sạch một tí là mới rin luôn. Thì thấy cái này nguyên nha các bạn, 15 triệu. Và các bạn tới đây anh chủ cũng bớt cho ít uống cà phê, quá là đẹp luôn. Còn nói chung là cái màu sơn của nó còn zin luôn nè, các bạn nhìn đi, màu sơn của nó zin luôn á. Đây, tiếp theo cái này là chiếc chiếc này cũng bao tranh chấp thôi anh. Còn nặng bao tranh chấp thôi chứ còn không có chuyện hồ sơ được. Con này rất đầu rồi anh. Con này rất đầu rồi. Chiếc này 10 triệu mấy hả? 10 triệu. Đó, chiếc rim Thái này thì 10 triệu và rất đầu rồi. Thì ai mà ghiền thì mua. Đó, chiếc đề rim này. Lâu lâu mới có thôi các bạn, duy nhất tìm này thôi. Bữa cũng có cái anh Long An lên ở miền Tây lên mua chiếc rim Thái nha, mã số này 3553 chứ. Anh Kha, Sơn Phố. Sơn Phố. Anh Kha. Đề phát là nổ. Các bạn nghe đi. Nghe không? Các bạn nghe tiếng nổ chưa? Đó. Em xe cơ bản là mình nhìn cái vỉ xe ngoài nó cứng là được, chứ các bạn mà rim Thái bây giờ 10 triệu mà các bạn đòi hỏi quá nhiều thì không thể đáp ứng được. Không đó, chiếc này thì mình cảm thấy giá rất là ok. Vẫn nổ này, êm lắm. Rồi, thì bạn nào mua thì cứ liên hệ. Mình sẽ quay tiếp một trong kia còn một chiếc rim Thái nữa. Rim Thái kia cũng khá là ngon luôn. Đây các bạn, đây là chiếc rim Thái tiếp theo này. Cái này cũng khá là đẹp luôn. Hôm nay mình chỉ quyết định giới thiệu cho các bạn ba chiếc rim Thái. Đó. À, đây là Super á. À, chiếc này Super rim. Chiếc này 12 triệu rưỡi anh. Chiếc này cũng khá là ngon luôn. Mã số 53 nha. Bạn nào thích thì cứ liên hệ. Bài nãy test rồi khỏi. Tiệm này ở Sài Gòn nha các bạn, ở đường ở tỉnh lộ 43, có gì địa chỉ mình sẽ để ở bên dưới, thì các bạn nào mà mua xe thì liên hệ. Con đề máy cái nha. Đó, nghi gan tay đi các bạn, nghi đi, rất là êm luôn. Và cái chiếc này những bạn mà yêu cầu mà kiếm rim Thái ok thì hôm nay có rim Thái Super rim có luôn, thì các bạn cần thì các bạn cứ mua nha. Đó, mình thả tay xe, ra xe cúp 50 thì chắc là xe có hết. Đúng rồi, hôm nay là có đủ xe luôn, nào là Series nè, rim Thái đó, các bạn nghĩ rim Thái nó nổ không, thả tay ra nó vẫn nổ ở cực, rất là êm luôn, đúng chất của rim Thái luôn. Sạc bình vô là đề thôi. Đây là chiếc CT thùng. Đấy, chiếc CT thùng. CT thùng. Quay cho cận tí cho người xem á. Mà nhìn đẹp quá chú. Mấy chiếc này mướt á chứ. CT thùng. Nhưng mà xe máy móc thì có che. Đồ riêng con. Toàn bộ. Đồ riêng à? Là chiếc này bao nhiêu anh?
chiếc đó 10 triệu 500. 10 triệu 500. Nếu mà mình tới thông thường cái giá này á, là nếu mà ai tới cửa hàng có thể là dây giảm được đúng không? Thương lượng vài trăm. Đúng không, vài trăm thì có thể chênh lệch vài trăm á. Thì mọi người khi mà tới mua xem trên video này thì theo cái địa chỉ và số điện thoại các bạn cứ liên hệ và các bạn mua. Đấy, chiếc này anh. Chiếc này bằng giá luôn, cũng CT thùng luôn. Chiếc này cũng CT thùng luôn. À, đa lim nè, chiếc này đa lim này. Nó mấy cái gì vô nó êm cái mà chung. Vô. Nó bóp cái nổ liền hả? Rồi ok. Đó, thì mình giới thiệu sơ qua đấy. Hiện tại các bạn đừng bỏ rời clip nha, có đường rim thái nữa nè. Từ từ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi. Con dùng Việt thì... chiếc này 15 triệu anh. À, 15 triệu. Khá là đẹp luôn. Tìm thấy. Lắp đẹp, tè đẹp chi. Zin à. Tè đẹp, lắp đi. Sự còn có điện. Trong xe này còn gần như nguyên á. À, quay cái đề đó nhìn cái đề nè. Tại anh chủ anh giới thiệu là cần cãi rồi. Wow. Rồi. Cái này 15 triệu nha mọi người. Bạn nào mà muốn mua rim thái á, chắc thì tới cái cửa hàng Tám Phước. Hôm nay còn mấy con lắm, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con 3 chiếc. Rồi cũng có mấy anh mua rồi. Thì hôm nay mới thu được chiếc này nè. Chiếc này anh chủ nói 15 triệu. Bản số 51 luôn. Nãy mới đề máy lên, nói chung là nổ khá là êm á. Máy đồ còn nói chung là cái màu sơn của nó còn zin luôn nè. Các bạn nhìn đi, màu sơn của nó zin luôn á. Chị chưa làm gì đó. Chị đề lại cho các bạn xem á. Máy nổ các bạn ghi đi. Đúng chất của rim thái luôn. Nè các bạn nhìn nè, nhìn nè, cái mức độ ring của nó mà ông chủ không hề thay này, bởi vì cái ring luôn ói luôn ngon. Nếu mà test mà thay lại thì nói chung mất giá trị của chiếc xe lắm. Cái này rim thái có mấy anh mà bữa ở Đắk Lắk hay gì đó tìm, yêu cầu là tìm xe ngon thì còn mình nghĩ con này là khá ngon rồi này. Đó, con này con rim thái này khá chắc luôn, còn nguyên hết, nguyên bản hết. Anh nào muốn mua thì liên hệ nha. Địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để ở trong này. Đó, các bạn nhìn đi, thấy nó có chữ. Rồi nè, lóc nó này IT kìa. Ok. Nếu mà có mấy anh mà bữa liên hệ mình nói yêu cầu tìm chiếc rim thái mà ring cũng được, mắc tí cũng được thì đây. Đây là chiếc này 15 triệu. Chiếc này còn nguyên bản hết, chưa có làm lại cái gì hả? Thì đó, nếu mà anh nào muốn mua thì liên hệ nha.
giấy tờ đồ sang tên ok các anh. Không, là bao tranh chấp thôi chứ không sang tên được đúng không? Vậy chiếc này chỉ bao tranh chấp, lý do nó rỉ là bao tranh chấp thôi, chứ chiếc xe này là xe riêng thì chỉ bao tranh chấp thôi đó. Thì các bạn xem rồi mua, mình cũng nhìn chắc đó. Đây này, máy zin, cái zin của nó, nếu mà mình muốn đi bán xe mà muốn mới á thì làm lại dễ lắm, nhưng mà đây lý do là mình phát hiện ra các anh cũng nãy có mấy anh khách coi nữa, thì anh tới đây anh xem là mình thấy vô tình không, mới vừa thu chiếc này thì đây zin của nó nên không có làm đó, nắp rồi các bạn nhìn đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay chiếc tiếp theo thì 15 triệu này.